đây này. Cho đàng hoàng luôn đi anh. Thì đàng hoàng hơn cái gì. Càng xe quá hả? Ký nhà nén đau rồi ta. Hiền bật lại cho chị soi cái đàn trung đi Hiền. Đây các bác nhìn nó rõ lắm. Vòng vòng không bụi. Thế để lại đàn đó hả? Thôi lỡ rồi thôi. Bật lại bình thường mà. Đấy, bật lại đang vòng đi Hiền. Cô thử Hiền.
Chứ không ai điện thoại gì đâu. Dạ, chơi có một dây nữa thôi. Rồi rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Cái chùm nho mà nho móng tay nữa. Một chú mà đỏ lắm. Đỏ thì có chú. Chú có biết một chút đâu. Món nạn lại là móng tay. Cái rủ ra món nhiều lắm. Món dễ nạn lắm. Dạ đúng rồi. Giờ chú đang dễ nạn. Chú chỉ cần chịu khó là con làm. Ôi, chú đâu có ấy. Rồi bọn tê ấy cái nó thì mới đau. Chú còn dạ. Đau đau thấu trời luôn. À, mà mình phải chịu để cho bất đỡ chứ. Dạ đúng. Yeah.